Từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời vẫn ở với Thiên Chúa, và ngôi lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy, mọi vật do người làm nên, và không có người thì chẳng vật chi được tán thành, cho mọi cái đã được tán thành. Ở nơi người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại. Sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc minh chứng, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thật, sự sáng soi tỏ trên mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết người. Người đã đến nhà các gia nhân người, và các gia nhân người đã không tiếp nhận người. Nhưng phạm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận người, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh người. Những người này không do ý hết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và ngôi lời đã hóa thành nhiều thầy, và người đã tương ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của người. Vinh quang người nhận được bởi Chúa Cha, như của người có một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về người khi tiên sinh rằng: đây tấn tôi tiên báo, người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi vì người có trước tôi. Chính do sự xưng mãn người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì cho ban đề luật qua mai xem, và ơn thánh và chất tín thì đang có ích Giê-xu Ki-tô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính có một Chúa đứng được trong Chúa Cha, sẽ mặc tả cho chúng con. Tạo dịch tấm hình hài trong dạng mẫu thân con.
Tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mùi hương. Vậy nên sự sống nơi mỗi người chúng ta không phải là ngẫu nhiên, nhưng đến từ ngôi lời. Sự sống này được ánh sáng chiếu soi, để dù chúng ta có sống trong bóng tối bủa vây, sức mạnh vô hình của bóng tối bao trùm làm cho chúng ta khiếp sợ như mất phương hướng, thì ánh sáng chói lời của ngôi lời vẫn chiếu soi và vô hiệu hóa sức mạnh của bóng tối kia. Quả thật, bóng tối không thể tiêu diệt ánh sáng vì ánh sáng chiếu soi bóng tối. Sức mạnh của ánh sáng đến từ quyền năng của ngôi lời, vì sức mạnh ấy ở ngay trong bóng tối để phá tan bóng tối. Ánh sáng ấy là sự sống mãnh liệt tiêu diệt tử thần. Ánh sáng ấy giải phóng con người khỏi những nhà tù của thù hận, ích kỷ, bon chen, làm sụp đổ những bức tường ô nhục của con thân phản bội, tiêu diệt bóng đêm tội lỗi, kéo con người ra khỏi bóng tối lầm lạc, nghi nan và tuyệt vọng. Ánh sáng ấy thật tuyệt vời vì không làm chói mắt con người, không vạch trần những yếu đuối tội lỗi của chúng ta, không thiêu đốt hay trừng phạt, mà ánh sáng ấy rất êm dịu, nhẹ nhàng, cảm thông, cứu chữa và trẻ che. Ánh sáng nhân từ thứ tha, giúp con người sống khiêm hạ, không ngạo mạn tự mãn. Ánh sáng của lòng xót thương vĩnh cửu nơi Thiên Chúa, và nơi đó chiếu sáng một hào quang của sự bao dung và tha thứ. Từ đó ngôi lời nhập thể. Tôi mời gọi mọi người hôm nay chúng ta hãy chiêm ngắm ngôi lời chính thức bước vào trần gian. Nhưng Thiên Chúa cũng có thời gian để chuẩn bị cho con người đón nhận ánh sáng, một sự chuẩn bị tuyệt vời của Thiên Chúa để dọc đường lòng người mà Gioan đã ghi lại. Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng. Như thế Gioan trở thành người loan báo ánh sáng ấy cho nhân loại. Gioan không phải là ánh sáng, ông chỉ đóng vai trò duy nhất là chuẩn bị cho ánh sáng và làm chứng cho ánh sáng là ngôi lời kia. Ngôi lời đã đến thế gian, nhập thể và nhập thế để dẫn mình thật sâu trong thế gian và lịch sử của con người. Như thế nhưng thật lạ là con người và thế giới này lại không đón nhận Ngài. Chỉ một số ít người nhận ra và tiếp đón Ngài. Đó là những người nghèo của Thiên Chúa, những người nghèo bị áp bức, những người trung thành với giáo huấn của Thiên Chúa mà bị hãm hại bởi những kẻ giàu có và quyền lực. Là những người khiêm nhường, là ý thức sự giới hạn của mình hòa hợp với một tâm hồn nghèo khó. Người đó chỉ biết trông cậy vào Chúa và họ thấy rõ họ có thể tin tưởng nơi này. Ngôi lời hôm nay đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Đây là một khúc quanh đánh dấu sự quan trọng trong lịch sử thế giới, trong lịch sử con người và suốt cả lịch sử đúng độ. Ngài là Thiên Chúa hiện hữu từ trước muôn đời, vô hình thế, và giờ đây Ngài chấp nhận trở thành xác phàm sống giữa nhân loại và trong thế giới tạo dựng này. Việc trở nên người phàm này hoàn toàn do sự tự nguyện. Ngôi lời đã trở thành xác phàm, nghĩa là Ngài là con người toàn vẹn, có những yếu đuối và mỏng dầu mong manh, một hữu thể phải chịu đựng đớn đau và phải chết. Khi ngôi lời trở thành, nghĩa là ngôi lời ở trong trạng thái động, diễn tả một tiến trình trở thành của một đạo vật. Như thế con Thiên Chúa là Thiên Chúa, là người chấp nhận trong tiến trình trở thành một con người. Tiến trình độc này chúng ta có thể thấy hết được của giá trị của bầu nhiệm nhập thể. Đó là ngôi lời trở thành xác phàm và sẵn sàng đảm nhận tất cả mọi cùng khốn, cũng bị cám dỗ và chấp nhận cái chết. Khi trở thành con người, ngôi lời trước bỏ vinh quang và quyền lực của một Thiên Chúa,
Ngài trước bỏ tất cả để trở nên gần gũi với con người. Ngài bước trước tới với con người để họ không còn sợ hãi, không còn bị che mắt như Mai Xanh hay Elia, không còn phải sợ chết khi thấy tôn nhan của Thiên Chúa như Isaiah, mà là được đụng chạm và gần gũi với ngôi lời Thiên Chúa, gần gũi đến độ Ngài cắm lều giữa loài người. Như thế, Thiên Chúa là người không còn là một Thiên Chúa của chữ viết, của trừu tượng khó hiểu, xa vời, nhưng là Thiên Chúa thật gần, bằng xương, bằng thịt ở giữa chúng ta. Biến cố này cho chúng ta nhận ra giá trị tuyệt vời của nhân phẩm con người, dù là người nghèo khó, tàn tật, lui mù, và ý thức giá trị tuyệt vời về sự hiện diện của chúng ta trên thế giới này. Tất cả chúng ta đều mang xác phàm, đó là xác phàm mà chính Chúa Giêsu đã đảm nhận và làm cho nó từng ngày trở nên giống Thiên Chúa hơn. Chiêm nghiệm mầu nhiệm nhập thể hôm nay trong ngày lễ Giáng sinh, tôi mời gọi mọi người hãy thấy xác phàm và thần linh giữa bản tính của Thiên Chúa và bản tính con người hai trong một nơi Đức Giêsu Kitô. Để cuộc đời của Đức Giêsu Kitô có hai chiều kích rõ ràng hướng về Chúa Cha và hướng xuống với con người để mở cửa cho con người. Để chúng ta được trở về với Chúa Cha, đó là công trình mà cả cuộc đời của Đức Kitô ngôi lời nhập thể hôm nay phải thực hiện. Xin tạ ơn Đức Giêsu Kitô đấng Emmanuel. Xin tạ ơn ngôi lời đã làm người ở giữa chúng con và cho chúng con nhận ra được giá trị của cuộc sống hôm nay. Amen. Xin mời đứng, chúng ta kính xin đức tin khi đọc tới câu bởi phép cho các thần, chúng ta nói với tôi tin kinh Ngộ Thiên Chí.